chào mọi người, chia sẻ livestream cho Như nha. Chia sẻ nha, hôm nay mẹ sẽ giới thiệu với mọi người một mặt hàng tuyệt vời, thật sự tuyệt vời luôn mọi người. Biết trong cuộc đời này á, cái bao tử nếu mà mình đói á, thì mình có thể ăn cho nó no. Nếu như mà mình khát thì mình có thể uống nước cho nó đỡ khát. Nhưng mà nếu như mà mình ở nhà mà không làm gì hết thì đừng bao giờ để cho bản thân mình buồn bã cả. Bạn biết không, trong cuộc sống này nếu như bạn đi ra đường mà có thể mặc bộ đồ đẹp thì tại sao ở trong nhà bạn không thể mặc đồ đẹp? Hãy chọn cho mình bộ đồ thoải mái, bạn sẽ có tâm lý thoải mái hơn. Ngủ không phải là cách để cho con người ta thoải mái, mà là mặc bộ đồ đẹp để ngủ mới là thoải mái. Thì hôm nay mọi người ơi, đây rừng hoàng đẹp những hoa màu tím chuyên tinh tại tím thôi. Đây là bộ đồ mà đối với mèo đó là bộ đồ bông sim tím đó, tím cả dòng sông. Cái chất liệu nó mát như là mình đang ở băng đăng gì đó mọi người, nó mát lạnh luôn. Ví dụ như trong phòng của bạn không có máy lạnh, bạn mở quạt thôi thì bạn ơi, nó lòn vô cái ống quần nó mát ơi là nó mát, vải nó mỏng nó mát. Cho em xin giá chị ơi. Giá 150 bộ nha, 150 thôi, 150 một bộ thôi, rất rẻ luôn á mọi người. 150 ăn có 2-3 tô 4 là hết. Nhưng bộ đồ này mặc cả đời. Chỉ bỏ 150 thôi, mặc cả đời mọi người ơi. Ok.